Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Hôm nay em coi cái xe cuốc Kato các bạn mới xuống xưởng bơi phà đi gấp thắt lẻ nè các bạn. Mới xuống hả? Mới xuống hả? Đi đâu hả? Đi dài dài gấp hay sao? Ra Hồng Ghiền hả? À, con Kato này 450 nha các bạn, 05 nha. À, lên tem 5510. Đang bơi phà đi gấp rất khỏe nè các bạn. Mới xuống 2 ngày nha các bạn. Mới chát phà mới, xe dọn mới luôn. Rất nhanh luôn. Chạy phà mấy trăm luôn các bạn. Mới lấy về 700 mấy 800 nha các bạn, nghĩa điện nha các bạn. Về phà luôn 1 tỷ 3 mấy chục. Gấp gấp hay gì chú? Gấp lên đây hay gì? Rồi nãy bạn bơi đi có người kêu rồi các bạn. Rồi giờ chuẩn bị múc rồi các bạn. Gạo 10.000 nha. Này mới khai trương hôm qua các bạn. Mới xuống phà hôm qua. Xe mới dọn về chát luôn. Phà mới luôn. À, các bạn xem video các bạn nhớ đăng ký kênh các bạn. À, các bạn chia sẻ rộng rãi để ủng hộ mình nha các bạn. Đăng ký kênh miễn phí nha các bạn ơi, không có tốn tiền nha. Cần này chắc khoảng 13 mét thôi các bạn. Ồ, dán cái tem HD550. Xe này chắc HD450. Quá lành mặt, mới dọn rồi quá lành. Ồ, xe mới quá lành luôn. Ít lắm.
quá nhanh luôn các bạn ơi, xe quá nhanh. Lẹ như tép. Này đóng xưởng của ông Di nha. Di ở Mông Thọ nha các bạn. Mông Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang nha các bạn. Kinh Cửu Sáo là kinh đó là con thấy con đi là chưa có thấy ít cạp đất lắm luôn. Kinh đó ông vô là vô mánh luôn. Dạ. Kinh Cửu Sáo, kinh chính á. Con đi bên mình đây nè, bên đây nè. Ở đây về vùng ghiền rồi. Dạ, kinh đó. Cửu Sáo. Cũ dạ. Đi sao con đi á, con đi là không biết đất trên bờ ít múc lắm, mấy xe bự đâu vô được, kênh xe chú là vô, vô im lắm. Kinh ba lớn à, chỗ về Thạnh Lộc á. Dạ. Rồi ông vô kinh đó là ông chỗ về xã Kinh Chính mình á. Dạ mà cái kinh đó là ngon lắm, vô ít đất, ít xe múc á. Xe này dòm thấy gọn quá các bạn. Kato. À, hãng Kato này mình, cái kênh của mình là quay đầu tiên luôn các bạn ơi. Trước giờ mình chưa có quay được cái xe Kato này các bạn. Hôm nay mình mới đầu tiên là quay được chiếc xe Kato này. Nhanh quá, xe này múc có đất múc múc ngày biết nhiêu tiền nha các bạn, nhiều lắm, quá nhanh.